đường sắt tốc độ cao, loại hình phương tiện công cộng tiên tiến trên thế giới. Việt Nam đã từng tính đến việc triển khai loại hình này, tuy nhiên vì nhiều khó khăn nên đã tạm thời trì hoãn. Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao 350 km/h trên trục Bắc Nam, bởi đây được coi là thời điểm chín muồi để thực hiện chủ trương này. Trong bình luận tại trường quay ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia. Xin kính chào quý vị. Năm 2035, Việt Nam sẽ có đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây là thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều người dân những ngày qua. Kể từ khi tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Câu chuyện về một tuyến đường sắt giúp hành trình từ Bắc vào Nam chỉ còn vài tiếng đồng hồ có thể đóng góp thêm 1% tăng trưởng GDP mỗi năm đang rất được quan tâm. Nhiều người thầm ước ao là thay vì đi thành phố Hồ Chí Minh 36 tiếng bằng đường bộ thì từ Hà Nội ăn sáng rồi đi đường sắt tốc độ cao tới Nha Trang ăn trưa chỉ mất có 4 tiếng thôi và tới thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ vẻn vẹn 5 tiếng rưỡi. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có chiều dài 1.541 km, được đề xuất đầu tư với quy mô đường đôi khổ 1435, điện khí hóa, tốc độ 350 km/h. Vâng, toàn tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trên toàn tuyến có 23 ga với cự ly trung bình là 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến đường sắt tốc độ cao phấn đấu tới năm 2035 sẽ phải hoàn thành và đưa vào khai thác. Dạ vâng, thưa ông, lựa chọn về công nghệ này, tốc độ thiết kế tuyến đường sắt thì đang được đề xuất là 350 km/h. Tuy nhiên thì đến năm 2035 khả năng chúng ta mới có thể đi vào vận hành, như là thông tin phóng viên chúng tôi vừa đưa tin, trong cái bối cảnh mà khoa học công nghệ trên thế giới phát triển như thế này thì chúng ta có lo sợ rằng cái lựa chọn này nó sẽ lỗi thời khi mà chưa hoạt động hay không? Cũng có thể như vậy, bởi vì hiện tại thì tốc độ cao nhất của đường sắt trên thế giới đã có thể đạt tới trên 500 km/h rồi mà, và thông thường là phải cỡ 380 km/h. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì địa hình tương đối phức tạp, độ dốc của khu vực miền Trung khá là lớn, cho nên là nếu mà xây dựng với một cái tốc độ cao quá thì chúng ta lo ngại nhiều về vấn đề an toàn, nhất là mưa lũ rồi thì là bão tố. Cho nên tôi nghĩ rằng là Ban chấp hành Trung ương chọn 350 km/h tôi cho là một cái lựa chọn tối ưu. Dạ vâng. Thưa ông, nếu xét về chi phí đầu tư thì nếu như mà chúng ta đầu tư cho cái tuyến đường sắt với tốc độ là 350 km/h thì nó cao hơn so với những cái tuyến mà nếu có tốc độ 250 km/h là khoảng từ 8 đến 9%. Cụ thể là hạ tầng thì sẽ cao hơn khoảng 7% và phương tiện thiết bị thì cao hơn khoảng 17%. Tại sao chúng ta không lựa chọn một cái phương án có cái chi phí đầu tư thấp hơn ạ? Thực ra thì cũng có một vài ý kiến cho rằng tức là phải lựa chọn một cái phương án 250 km/h vừa chạy cả tàu hàng và tàu người. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng tức là với công nghệ hiện đại hiện nay thì một cái lựa chọn như vậy là không tối ưu, mà cần phải lựa chọn ở một cái công độ ở một cái cấp độ công nghệ cao nhất, tiên tiến nhất của thế giới. Chỉ ít thì chúng ta cũng có thể duy trì được một cái dự án lớn như vậy trong vòng 3-40 năm. Và cái mức đầu tư thì không đáng lo ngại, tức là nó chỉ tăng lên được khoảng từ 8 đến 10% thì vào cái với cái tiềm lực tài chính hiện tại của Việt Nam thì đấy là một chuyện không có gì đáng lo ngại cả. Dạ. Thưa ông, là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam thì được nghiên cứu trong một thời gian khá là dài. Chúng tôi được biết là vào năm 2010 thì chủ trương này đã từng được đề xuất, tuy nhiên thì không được Quốc hội thông qua do còn có nhiều những cái ý kiến băn khoăn về tốc độ này, phương án khai thác này, đặc biệt là về nguồn lực đầu tư. Vậy thì là một chuyên gia về chính sách tiền tệ và tài chính thì ông có cho rằng là hiện tại chính là thời điểm chín muồi để chúng ta triển khai dự án này hay không ạ? Tôi cũng cho là như vậy, đây là cái thời điểm chín muồi, phải không? Với ba cái lý do. Thứ nhất tức là chúng ta có một cái lưu lượng đi lại Bắc Nam là rất lớn, và có thể nói tức là cái hệ thống vận tải hàng không, đường bộ, đường thủy hiện nay là không thể khai thác nổi.
Vấn đề thứ hai tức là sắp tới đây thì là người ta sẽ đánh thuế carbon cho vận tải đường bộ và hàng không, mà đánh thuế khá là lớn, có thể là gần như là thiêu trụi toàn bộ cái lợi nhuận của hai ngành này. Vì vậy cho nên là đi đường sắt sẽ là lợi thế rất lớn, cạnh tranh rất là tốt so với đường bộ và đường hàng không. Nhưng mà cái lý do quan trọng thứ ba tức là cái tiềm lực tài chính hiện tại của Việt Nam là nó đã tăng so với cách đây, so với năm 2010 là được khoảng 5 lần. Chúng tôi đầu tư cái này bằng cái vốn trái phiếu phát hành của chính phủ. Mà toàn bộ, gần như toàn bộ trái phiếu phát hành của chính phủ hiện tại thì đều do các định chế tài chính mua. Tức là các ngân hàng thương mại, các quỹ đầu tư mua hết. Và chúng ta có hình dung tức là tổng tài sản của cái hệ thống tài chính hiện nay của Việt Nam là lên tới trên 600 tỷ đô. Và mỗi một năm chính phủ phát hành 6 tỷ đô thì chỉ là 1%, một con số rất nhỏ so với tổng tài sản của hệ thống tài chính. Chưa bao giờ chúng ta có một cái sức mạnh tài chính tốt như bây giờ để thực hiện cái dự án, những cái dự án này. Ngoài ra thì chúng ta có thể huy thêm các cái nguồn nhỏ lẻ khác. Ví dụ như là phát hành trái phiếu công trình của các địa phương, hoặc rồi thì là có thể vay thêm một vài tỷ đô ở bên ngoài để mà mồi, để mà đặt cọc công nghệ. Chứ còn thì nguồn vốn chính tôi nghĩ rằng là có thể hoàn toàn trông cậy vào cái nguồn trái phiếu chính phủ. Vâng, ở ngoài vấn đề về vốn thì còn về vấn đề cân đối an toàn nợ công thì sao ạ? Xin ông cho biết quan điểm dựa trên những cái chỉ tiêu an toàn về nợ công khi triển khai dự án. Tức là khi chúng tôi tính toán là nếu mà tăng thêm 1% cái tổng tài sản của các ngân hàng thương mại ném vào cái dự án này thì nó vẫn chưa vượt cái ngưỡng vay nợ mà Quốc hội quy định cho Việt Nam, tức là đâu đó là khoảng 60-65% gì đó. Hiện nay thì là nếu mà tính kịch trần thì là vẫn chưa tới. Thế còn nếu chúng ta huy động thêm vốn nước ngoài thêm một vài tỷ đô thì nó cũng chưa tới cái ngưỡng 35% vay nợ nước ngoài của Việt Nam. Cho nên là xét về phương diện nợ nần thì nó vẫn là an toàn. Thưa ông, để đảm bảo những cái hiệu quả trong việc thu hồi vốn thì theo ông, khi mà dự án này hoàn thành thì đơn vị nào sẽ là đơn vị nên tiếp nhận quản lý vận hành và khai thác sẽ là phù hợp? Tôi nghĩ là tốt nhất thì giao cho một cái tổng công ty, một cái tập đoàn lớn nào đó mà có cái trình độ quản trị công nghệ hiện đại và dùng được số hóa để mà quản lý toàn bộ cái hệ thống tài chính và thu hồi vốn. Làm như vậy thì tránh được những cái thất thoát, những cái không minh bạch. Và đồng thời thì cũng phải tính rằng tức là thu hồi vốn từ nó thì chưa chắc là đủ để bù đắp cái chi phí. Bởi vì ngành đường sắt thì nó có một cái lợi ích lan tỏa xong cho rất nhiều ngành khác mà chúng ta không tính toán được. Cho nên là tôi nghĩ là trong trường hợp mà có những cái khó khăn nào đó về phương diện tài chính thì ngân sách cũng nên tài trợ trực tiếp. Và nói chung là hiện nay thì hầu hết các nước đều phải làm như vậy. Dạ vâng. Thưa quý vị, tính toán sơ bộ thì tổng kinh phí đầu tư dự án ước vào khoảng là 67 tỷ đô la Mỹ và từng giữ vai trò rất là quan trọng cũng như là chiếm đến 30% tổng thị phần của ngành giao thông. Nhưng mà so với các nước trong khu vực thì đường sắt Việt Nam đang ngày càng tụt hậu và chiếc áo cũ khá là chật chội, không còn phù hợp, đang gây thách thức cho sự phát triển của ngành này nói riêng và nền kinh tế nói chung. Khổ đường dây đơn 1 mét như thế này đã tồn tại hơn 140 năm qua. Nếu tính những chiếc đầu máy, toa xe mới nhất cũng đều có thời gian khai thác là 13 năm, thậm chí có thể lên đến 58 năm. Khi chưa thể đổi mới thì chúng vẫn phải tiếp tục hoạt động. Nếu như năm 1990 vận tải hành khách của đường sắt chiếm gần 3% và luân chuyển hành khách là 12%, thì từ năm 2020 đến nay vận tải hành khách của đường sắt chỉ chiếm có 0,1% và luân chuyển là chiếm gần 1%. Có lẽ đã đến lúc ngành đường sắt cần được thay một chiếc áo mới để có thể đảm nhận vai trò vận tải hành khách trên các cự ly mà loại hình vận tải này có ưu thế, thay vì phải luân chuyển và phân bổ bớt sang cho các loại hình vận tải khác. Năm 2022, vận chuyển đường sắt đạt 5,7 triệu tấn, gấp 2,5 lần năm 1990. Cùng thời gian đó, sản lượng vận tải đường bộ đã gấp khoảng 50 lần, còn đường biển là gấp 26 lần về vận chuyển. Suốt thời gian qua, đường sắt luôn lép vế, không cạnh tranh được với đường bộ, đường hàng không. Vận tải đường sắt đang dần mất đi thế chủ lực trong vận tải phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu kinh nghiệm của 22 quốc gia vùng lãnh thổ đang khai thác, 6 quốc gia đang xây dựng
và các nghiên cứu của quốc tế tổ chức các đoàn công tác khảo sát liên ngành tại 6 quốc gia có mạng lưới đường sắt tốc độ cao phát triển. Các ý kiến thảo luận từ năm 2010 cho đến nay đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm về cho Việt Nam. Thứ nhất là quá trình phát triển đường sắt. Thứ hai là sự phù hợp với đặc điểm kinh tế. Thứ ba là thời điểm quyết định đầu tư. Thứ tư là lựa chọn công nghệ tốc độ thiết kế. Thứ năm là lựa chọn công năng vận tải. Thứ sáu là tổ chức thực hiện đầu tư. Thứ bảy là tiếp nhận chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp, nguồn nhân lực. Thưa ông, nhận định chung thì đều cho rằng là chúng ta nên sớm đầu tư đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam là rất cần thiết rồi. Xin ông cho có thể chia sẻ thêm những cái căn cứ về nhận định này. Cái tác động tích cực của hệ thống đường sắt này nó lớn lắm. Tức là chỉ không đơn giản để đi vận tải người. Nó là một ngành công nghiệp thực sự. Và nó là một ngành công nghiệp có thể gọi là lưỡng dụng. Tức là cả kinh tế lẫn quốc phòng. Và đặc biệt là nó có thể tạo ra một cái đội ngũ kỹ sư mà vô cùng cần thiết cho Việt Nam trong cái quá trình công nghiệp hóa, nhất là kỹ sư về cơ khí chế tạo và kỹ sư điều khiển vận hành. Thế thì đây là một điều mà chúng tôi phải nhìn thấy, tức là nó là một cái cơ sở lớn, và chúng tôi kỳ vọng rằng là nó không chỉ là đơn giản là một con đường, nó là một ngành công nghiệp. Một cái vấn đề thứ hai mà chúng tôi cũng đang thấy, tức là chúng ta phải lựa chọn một cái xu hướng vận tải đường sắt để mà kết nối được với quốc tế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trở thành một cái làng quê hẻo lánh ở một cái xứ nào đó. Và vì vậy cho nên là phải ngang tầm với cái trình độ phát triển đường sắt của quốc tế nói chung. Và không chỉ có về tốc độ, về đường ray, mà còn cả về hệ thống quản trị đường sắt, rồi thì là số hóa để kết nối được với họ. Và làm cho cái vận tải vận chuyển là nó tạo ra những thay đổi đột phá cả về người lẫn hàng hóa. Thì đấy là những cơ sở mà tôi nghĩ rằng là nó rất là cần thiết để chúng ta có thể lựa chọn công nghệ tốt nhất. Trong cái phương án của Bộ Giao thông Vận tải thì là 60% là chạy trên không, 10% là chạy trong đường hầm, và 30% là chạy trên mặt đất. Thì tôi nghĩ là cố gắng là chạy trên mặt đất càng ít càng tốt, vì nó tránh được cái chuyện tức là chúng ta không có đất để mà đắp, và tránh được cái chuyện tức là chúng ta phải đền bù giải phóng mặt bằng rất là rách biệt. Với công nghệ hiện tại thì dùng cọc tròn dưỡng lực chôn sâu thì có thể tức là tiết kiệm được rất nhiều đất đai, tức là bên dưới người ta vẫn có thể canh tác bình thường, không có vấn đề gì. Dạ, chúng tôi cũng rất là chia sẻ với những thông tin mà ông vừa mới nêu ra. Ở đây có một vài cái con số như thế này, trong quá trình mà chúng tôi cũng tìm hiểu về cái câu chuyện đường sắt trên cao. Thì ví dụ như là tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải của Trung Quốc, khi mà đi với tốc độ là 380 km/h, khi mà đi vào hoạt động thì đã có khoảng 1,7 tỷ lượt khách đi lại trên cái tuyến đường sắt này, tạo ra hơn 850.000 cơ hội việc làm, và giá trị đất đai thì của các cái khu vực dự án xung quanh này đã tăng lên là 13%. Khách du lịch thì tăng hơn 2,5 lần. Và sau 10 năm đưa vào khai thác thì GDP ở đây thì đã tăng gấp đôi. Vậy thế còn nếu tính đến những cái hiệu quả, nếu mà đường sắt tốc độ cao được triển khai tại Việt Nam thì sao ạ? Tôi cũng tin tức là cái đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam là nó sẽ mang lại một cái hiệu quả, tức là trong vòng 10 năm có thể làm cho GDP Việt Nam tăng không phải gấp đôi trên cái tuyến này, mà có thể là gấp 3, gấp 4, thường là như thế. Vâng, với một cái niềm hy vọng như vậy thì bây giờ khi mà nói đến câu chuyện là để triển khai sớm dự án thì dưới góc độ một chuyên gia thì xin ông cho biết là chúng ta sẽ cần phải có những cái cơ chế chính sách nào để có thể thực hiện thành công cũng như là đảm bảo tiến độ như đã đề xuất, tức là đến năm 2035 thì chúng ta đã có thể vận hành được cái tuyến đường sắt tốc độ cao này rồi. Chúng tôi cũng rất là khâm phục cái cách thức chỉ đạo của chính phủ và cái quyết định của Ban Chấp hành Trung ương về cái chuyện tức là chúng ta rút rất ngắn cái thời gian thi công. Tất nhiên là 10 năm thì cũng cái cánh trẻ là người ta cho rằng là còn quá lâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một trong những cái một cái lộ trình mà có thể chấp nhận được. Và tôi cũng tin rằng tức là nếu có cơ hội thì chính phủ có thể điều hành để nó nhanh hơn. Cái tư tưởng điều hành hiện tại của chính phủ là như vậy. Ví dụ như là đền bù giải phóng mặt bằng. Rồi một loạt các cái vấn đề có liên quan đến đất đai, rồi có liên quan đến rừng, rồi có liên quan đến sông ngòi,
rồi có thể có những cái đoạn đường nó chạy qua những khu quốc phòng an ninh, thì tất cả những thứ đó đều cần phải được đồng thời giải quyết một cách đồng bộ, để cho các cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn công nghệ hiện đại người ta vào cuộc được, và thậm chí kể cả những cái tập đoàn khởi nghiệp, nhất là trong cái lĩnh vực điều khiển tin học rồi thì là số hóa, người ta có thể vào cuộc được. Cho nên là đấu thầu cũng là vấn đề cần phải giải quyết. Theo tôi thì là trong những trường hợp nhất định thì với những cái tập đoàn lớn thì chúng ta có thể chỉ định, không cần phải đấu thầu. Vấn đề thứ ba tức là giám sát thi công. Thiết kế là một vấn đề. Chọn thiết kế rồi thì là chọn thi công, nhưng mà quan trọng hơn cả là chọn giám sát. Phải rất là minh bạch, phải rất là chặt chẽ. Phải làm thế nào để cho toàn bộ dân chúng, rồi thì là các cái tỉnh, nhất là những tỉnh có đường sắt đi qua, người ta thông cảm, người ta hiểu và người ta tiếp nhận nó một cách rất là mạnh mẽ. Hiện tại thì có nhiều tỉnh muốn, tức là tại sao tỉnh em lại được có một ga mà tỉnh kia lại được hai ga? Thì tất cả những thứ đó nên là có một cái truyền thông để giải thích cho nó rõ ràng, tránh cái tình trạng tức là nó có những cái xung đột lợi ích và dẫn đến là cái chuyện tức là tiếp giáp giữa hai tỉnh thì không ai đi bù giải phóng mặt bằng cho, hoặc là không ai tạo ra những cái nền tảng vật chất tốt cho cái đường sắt cao tốc. Xin chân thành cảm ơn ông với những cái chia sẻ rất là cụ thể, những cái phân tích rất là xác đáng liên quan đến câu chuyện vẫn còn rất là mới mẻ đối với nhiều người như thế này. Thưa quý vị, việc phát triển và kết nối xã hội đó là những thực tế mà nhiều quốc gia ngay ở châu Á đã có được khi triển khai đường sắt tốc độ cao. Khác với hơn 10 năm trước thì bối cảnh kinh tế chưa còn phù hợp. Giờ là lúc mà chúng ta có thể nghĩ tới việc là có một loại phương tiện giao thông hiện đại bắt kịp xu thế toàn cầu. Do tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sớm đầu tư dự án, Ban chấp hành Trung ương đã giao Ban Cán sự Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 xem xét, quyết định. Và việc thực thi này sẽ cần được xem xét tính toán để tiến độ được đảm bảo, tránh trường hợp đã từng xảy ra với những tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi vấn đề hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.